Bạch sư cô, con đi chùa được 2 năm rồi, con không hiểu sao đi chùa con còn phiền não hơn lúc chưa bước chân vô chùa nữa. Con lấy ví dụ, mỗi tuần sau khi tụng kinh và cúng linh xong thì Phật tử thọ quá đường, thức ăn còn dư, mọi người xin to go. Chắc Phật tử này ở nước ngoài nè đúng không? To go tức là đem đi về á, là gói đem về á. Ở mình là push ăn đúng không? Phật tử A phân phát thức ăn cho mọi người. Tuy nhiên người này không thích Phật tử B nên từ chối cho họ mang thức ăn về. Wow! Người Phật tử A này thay vì đưa cho Phật tử B thì lại đưa cho Phật tử C, trong khi Phật tử C thì không có xin cái gì đem về hết. Như vậy, Phật tử A làm Phật tử B bẻ mặt, còn Phật tử C cảm thấy khó chịu khi bị ép mang thức ăn về. Khi Phật tử C từ chối thì Phật tử A lại không vui. Con đi làm va chạm mệt mỏi rồi, về nương tựa Phật Pháp Tăng để từ bỏ tham sân si mà rốt cuộc mang tâm bệnh phiền não nhiều hơn nữa. Một câu chuyện khác, khi Phật tử C đi chùa khác làm công quả thì người Phật tử A này nói rằng Phật tử A trung thành với chùa, không đi chùa khác. Trong khi đó Phật tử C có yêu cầu Phật tử A chứng minh trong các kinh điển của Phật nói rằng không được đi làm công quả hay cúng dường chùa khác. Thế là cả hai không vui. Sư cô cho con khuyên làm thế nào để xóa đi phiền não vô duyên như vậy? Người Phật tử C đó là con. Con có nghe và xem sư cô online về kinh Pháp Cú Phẩm Ngu. Con có người nhờ người Việt Nam mua gửi qua cho con đọc hiểu thêm. Con cũng đang chờ lớp online của sư cô. Con đang sống ở America, bên Mỹ đúng không? Nên con không biết có tham gia học lớp giáo lý với sư cô được không nữa. Con chân thành cảm ơn sư cô rất nhiều. Kính chúc sư cô luôn tỏa sáng trong ánh hồng quang của chư Phật. Ôi, cái này chắc phải hỏi thầy trụ trì ở chỗ chị đi chùa chứ mà. Từ bên Mỹ hỏi qua đến bên Hàn, cô trả lời kiểu nào cũng chết hết á. Thật ra đó quý vị, cô hiểu cái tâm lý này lắm. Ở Hàn, ở Việt, ở Mỹ thì cũng như nhau thôi. Đi làm vất vả một tuần 6 ngày, bây giờ cuối tuần muốn đến chùa để tìm bình an, tìm cái an vui. Mà rồi cũng đụng chuyện này chuyện kia phiền não phải không? Giờ Phật tử á, cô nói chung thôi, đến chùa nghe tiếng chuông thì nhắc mình buông, nghe tiếng mõ thì nhắc mình bỏ. Đi chùa trong lòng của người Phật tử phải luôn mở rộng ra, phải bao dung tôn trọng nhau, hỷ xả được thì tâm mới an, mới cảm thấy mình gần Phật. Thiệt ra đạo tràng của sư cô chưa có chùa, cho nên á, là chưa có những vấn đề này. Tại sao? Rất lâu mới có mượn được một cái chùa, mượn được á, mừng muốn chết, tranh thủ để mà tu, rồi tranh thủ mà nghe pháp, tranh thủ hỏi han nhau không hết, mà thậm chí đồ ăn chay ở đây rất hiếm, chia nhau đem về mừng không hết nữa, cho nên chưa có xảy ra cái sự cố này. Nhưng mà cô nghĩ trong tương lai mình mà có chùa ổn định rồi á, rồi cũng sẽ có những vấn đề này phát sanh đúng không? Ở đâu cũng vậy thôi. Cho nên ở đây cô không có biết ABC là ai, nhưng mà theo như lời chị nói thì Phật tử A ứng xử như vậy đó là chưa có tốt rồi. Tại vì sao? Tại vì vật dụng thực phẩm của chùa đó là cái của thường trụ để kết duyên, để gieo duyên, chứ không phải là mang cái ý nghĩa cái tôi trong đó mà dùng để phân chia, phân phát, rồi lấy cái thái độ mà phân biệt đối xử, đem cái món đồ kết duyên đó vô tình thành cái lằn ranh để ngăn chia cái ứng xử giữa con người với con người, thì cái này là quá sai rồi. Sai quá sai. Đem cái món đồ vốn dĩ cần phải để gieo duyên cho nhà chùa, lại đem cái món đồ đó làm cái công cụ để mà chia rẽ và dằn vặt nhau, là rất là sai trong ứng xử ha. Thật ra cái người là người đang hỏi cô là người C đó cũng ứng xử chưa có tốt nữa. Mình cũng thấy phải tùy hỷ mới hợp với tinh thần đạo. Mình không có thích mang về thật, nhưng mình cũng không có tỏ thái độ quá bực bội, vì đây cũng là chùa muốn kết duyên thì có thể nhận một phần nhỏ trong đó. Chị ơi, gia đình em ít người, thôi em xin một phần nhỏ này là được, rồi chia lại cho người B. Hoặc là nói, có thể nói thẳng thừng luôn: chị ơi, gia đình em không có người ăn cơm chiều nhiều nên em mang về cũng bỏ mang tội, em sợ
lần này em nhận, nhưng lần sau chị cũng không cần phải gửi cho em nữa. Mà với cái tâm bình thản, tâm bình thường, tâm hoan hỷ mình ứng xử thì chắc cũng sẽ không có gây khó dễ, khó chịu lẫn nhau nữa. Thật ra ở đây cô thấy cả ba người này đều vẫn còn mang cái tâm lý chưa có được thoải mái lắm, chưa có được bao dung và hỷ xả lắm khi về chùa, cho nên mình ứng xử đều không có như đạo như pháp ha. Chỉ cần mọi người mà mang cái tâm từ bi hỷ xả vào chùa thì chùa mới thanh tịnh được. Ví dụ người B thấy chị A khó chịu mà không chia cơm cho mình, phải hoan hỷ chứ đừng khó chịu. Thôi chắc chị giận, chị buồn, chị hiểu lầm gì mình, thì hôm sau nhẹ nhàng nói: chị ơi, chị có buồn có giận gì, chị chỉ cho em biết để em sửa. Thì nếu như không mang cái tâm mà phiền giận, hôm trước cô giảng kinh Pháp Cú rồi đúng không? Trưởng lão Xá Lợi Phất là bậc tướng quân trong chánh pháp, các lậu đã dứt rồi, tự ví mình như đất, như dẻ lau, như cỏ, như rác rưởi, như thanh niên chiên Đà La. Mà khi Ngài xá tội, Ngài tha thứ cho một tôn giả tỳ kheo xúc phạm Ngài, Ngài vẫn nói thêm một câu: và tôi cũng xin tôn giả tha thứ cho tôi nếu như tôi có làm tôn giả phiền lòng. Đó là một bậc đại thánh mà người ta còn hạ mình như vậy, huống chi mình là phàm phu đến chùa. Trong cái vô tình hay hữu ý, mình có làm phiền lòng, làm cho chị kia không vui, thì bây giờ mình phải thành tâm cầu để mà sửa lỗi. Cho mình thấy người ta ghét mình, cái mình ghét lại, mình tỏ thái độ luôn. Còn chị kia thấy là hai người tỏ thái độ với nhau, quăng đồ cho mình lại càng không vui, vậy thì không được. Còn cái chuyện mà đi chùa này nói trung thành là không cho đi chùa kia thì đúng là sai rồi, nhưng mà cái ứng xử của mình mà mình còn phản lại, đúng không, gọi là mình phản ứng lại, mình react lại cái đó. Chị coi kinh nào, chị đem chứng minh kinh nào nói là không được đi chùa coi, là chị cái nói như vậy là thể hiện cái gì? Cái tâm sân và cái thái độ bất mãn mình rồi. Đừng nói vậy. Đừng nói vậy. Mình biết là mình hữu duyên, mình biết là mình không có sai, không có Phật nào mà cấm mà mình đi chùa này rồi mình đệ tử quy y ở chùa này mình không được đi chùa khác làm công quả. Đúng là không có cái kinh nào hay là lời Phật dạy nào cấm cái đó. Nhưng mà mình sai ở chỗ gì? Mình đã thể hiện sự bất mãn và sân si để phản ứng lại cái chị kia. Chị kia cũng vì cái phải là lòng xấu mà nói mình không không? Chị kia vì cái lòng tốt cho chùa, muốn mình đi chùa để phụ chùa, đúng không? Chứ chị kia cũng đâu có xấu. Vậy cho nên mình cũng thông cảm, mỗi người có mỗi cái duyên. Ở đây sư cô có những anh chị em Phật tử cũng có người cũng cố chấp vậy đó, hễ mà gặp sư cô mới được nghe. Đến chùa mà không có sư cô mà gặp sư cô khác hay gặp sư ông là cũng không có vui, là thấy buồn à. Có sư cô khác vậy đó cũng muốn nói chuyện, cũng phải gặp cô cho bằng được. Thì cô cũng nói đó, cái này là không có được nghe. Cũng có người gặp sư cô hữu duyên thì được, bữa nay đi hỗ trợ giúp cho đạo tràng, hôm sau đạo tràng khác có việc đi qua cái đạo tràng khác làm, cứ đi vòng vòng vậy cũng không có sao hết. Cái này là cái tùy duyên, mà mình làm đúng pháp là được, chứ không phải là mình chấp vô cái đạo tràng đó rồi mình chỉ đi một đạo tràng đó là không được. Dĩ nhiên một cái tổ chức nào cũng cần những cái thành viên nòng cốt. Nghĩa là sao? Những cái lúc đại lễ lớn, những cái lúc quan trọng mà không có những cái thành viên mà chủ chốt mà để mà lo việc á, thì đâu có chạy trôi được. Giống như cô cũng phải có những phụng sự viên thân cận xung quanh mình, về mặt tài chính, về mặt truyền thông, về mặt chăm sóc hậu cần. Nếu cô không có những anh chị em đó, cô có tổ chức thuyết pháp, giảng kinh khóa tu được không? Không. Rất cần những vị đó. Nhưng ngoài ra mình có ngoại hộ thiện tri thức nữa mà. Tức là những vị ở xa, những vị ở xa mà lâu lâu mình đến á, là mình có thể là hỗ trợ sư cô trong khóa tu này. Hữu duyên, bữa nay cô về miền Nam, tụi con ở miền Nam, tụi con giúp cô. Nhưng mà hôm sau cô lên miền Bắc, tụi con đâu lên được. Vậy thì mấy anh chị em miền Bắc sẽ giúp cô. Cái đó đạo tràng phải gọi là nhu nhuyễn và linh hoạt như vậy thì nó mới chảy trôi. Bây giờ chị A có thể là người nòng cốt trong chùa, cho nên chị không thể đi chùa khác được, thật sự luôn. Tại vì ví dụ nếu chị chưa có chuyển giao trách nhiệm của mình cho người khác thì chị đi là bữa đó không làm được, đúng không? Thì chị, cái ýp chăn của chị, cái lập trường của chị như vậy nó đúng. Nhưng mà ví dụ chị C là người thích đi chỗ này chỗ kia, giao lưu học hỏi thì cũng không có sai. Cho nên mình thấy rằng cái đúng hay cái sai nó là do cái quan điểm cá nhân của mình. Vậy thì mình ứng xử với nhau trên cái tâm đại đồng, từ bi hỷ xả thì nó mới hòa thuận được. Chứ Phật tử đến chùa mà không vui, không có đem được an lạc về nhà mà mang theo cái tâm bệnh phiền não như chị nói, thì thầy trụ trì hoặc sư cô trụ trì có buồn không? Buồn ha. Mình phải biết trân quý cái công sức
xây dựng đạo tràng, lập nên chùa, có cơ sở cho mình đến tu tập niệm Phật bái sám, mình phải trân trọng cái đó mà mình yêu thương và tinh tấn tu tập. Ở đây cô cũng dặn quý Phật tử như vậy, nhớ, ghi nhớ những cái ngày khó khăn, khổ sở, mưa tuyết, nắng nôi, cô trò không có chỗ tu, tu bụi như vậy, để mai mốt có một mái chùa, càng phải yêu thương nhau, trân trọng nhau. À, đối xử với nhau mà trên tinh thần của đạo pháp, chứ không phải là hạ bệ nhau, triệt tiêu nhau, gây gỗ nhau, chia bè chia phái nhau thì sao được, phải không? Rồi, kính chúc Phật tử đi chùa được an vui nghe. Mình lấy cái lòng từ bi mình ứng xử thì chuyện khó gì nó cũng qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa sư cô, con xin phép mong được cô giúp đỡ vấn đề này. Chuyện là con là nam giới độc thân, hiện tại con đang tập sự xuất gia trong chùa. Do trước khi đi tu, con đã có người yêu và không có vấn đề giữa hai bên. Nhưng đột ngột con đi, lúc đó con nghĩ sẽ không có vấn đề gì, như nhớ nhung quá nhiều hay cảm giác như thất tình. Nhưng sau đó hai bên cũng đã gặp lại nhau và nói chuyện để cảm thông cho nhau. Thì bạn nữ rất cao thượng, bạn đã đồng ý tôn trọng quyết định của con để con được đi xuất gia. Nhưng sau khi bạn nữ làm vậy, giờ không hiểu sao con lại như lạc lõng. Tự nhiên mất đi niềm tin sơ tâm ban đầu của mình, không còn cảm nhận được gì ạ, và thương bạn ấy nhiều hơn. Và còn mong muốn trở lại đời thường để cùng bạn ấy đi tiếp trên con đường hôn nhân. Thật sự giờ con rất khó xử thưa sư cô. Con giờ vừa muốn ở lại, vừa muốn được yêu thương bạn ấy, quả thật tham quá ạ. Con mong sư cô có thể cho con xin một vài lời khuyên. Trời ơi, cảm ơn cái câu hỏi này hết sức luôn á. Câu hỏi dễ thương như vậy để cho ai chuẩn bị đi tu á, nghe luôn nghe. Phải nói là rất là chân thành mới dám hỏi câu này nè. Giờ sao bất phụ Như Lai mà bất phụ nàng hả? Vừa muốn đi tu mà vừa muốn kết hôn và yêu thương bạn. Trong cái giai đoạn á mà tâm còn phân vân như vậy á, thì thật sự là đừng có nên xuất gia. Tại vì sống cái đời xuất gia, ngay cái lúc mà đang tập tu như vậy, cái sơ tâm đó mà chưa có phát được cái tâm bồ đề lên, thì cái hậu quả nó vô cùng nghiêm trọng. Tức là sẽ không thấy được cái hạnh phúc của người tu, không thấy được hạnh phúc của người tu, rồi lỡ duyên, lỡ nợ, lỡ xong, lỡ chợ, lỡ đò, lỡ ghe, lỡ cạo đầu, lỡ đắp y, rồi về thì mắc cỡ với bà con làng xóm, mà tu thì không thấy an vui. Lúc nào cũng nhớ đến cái cô ở nhà mình hết á. Trời ơi, thấy tội quá, em cao thượng quá, đúng ra anh phải lo lắng yêu thương cho em, rồi mình cưới nhau như này như kia. Rồi lỡ va chạm một hai cái va vấp trong đời tu là bắt đầu bứt ra liền. Thành ra không vượt qua được những cái tâm lý trong cái này thì sớm muộn gì cũng ra đời hết á. Và đồng thời cũng sẽ chán cái đời sống tu tập. Huynh đệ ở với nhau cũng giống như vợ chồng ở ngoài đời á, sống trong chén trong sóng còn khua, thế nào cũng có va chạm, đúng không? Làm cho mình sẽ không muốn tu tiếp liền à. Khi nào mà bạn phải thấy được đối với cái đời sống xuất gia, đối với cái đời sống thế tục này, không còn một cái gì mà còn quyến luyến, còn hấp dẫn, còn có thể mà lôi kéo bạn được nữa. Đời sống xuất gia là đời sống rất thanh cao, bước đến chân trời cao rộng. Mình thấy lý tưởng cao đẹp của cái người tu, mình thấy nét đẹp trong cái áo tu, mình thấy nét đẹp trong từng cái ngọn tóc mà mình xả bỏ đi, trong từng cái xả bỏ được những cái dục tham hàng ngày, mình mới thấy được cái pháp lạc trong cái tu tập và hành trì của mình. Cái người xuất gia phải có một cái tâm lý, cái ý chí xuất trần rất là vĩ đại, rất là vững mạnh, rất là kiên trinh, không có lay động được thì mới bước đến cái phương trời cao rộng được. Sẵn sàng vứt bỏ mọi dục vọng ở phía sau thì mới có thể đi vững chãi trên con đường tu. Chứ bây giờ đang còn tập sự mà cứ nhớ thương bất phụ Như Lai, bất phụ nàng như vậy là không được ha. Rồi, cô khuyên chân thành á. Ừ, thôi, nếu như mà mình chỉ tập sự thôi, chưa có cạo tóc, chưa có thọ giới gì thôi, mình cứ cảm thấy mến bạn thì cứ ra đời thôi, chứ không có cần phải sống ở trong chùa, thân ở trong chùa nhưng mà tâm ở ngoài là không được. Câu hỏi tiếp theo, A Di Đà Phật, sư hoan hỷ chỉ dạy cho con. Tại sao khi con nghe pháp, con rất vui và hoan hỷ, nhưng sau khi con không nghe pháp, tâm con rất nóng, con không kiềm chế được. Khi nghe pháp tâm vui và hoan hỷ, nhưng mà hết nghe pháp thì tâm nóng không kiềm chế được, đúng không? Tại sao? Hoan hỷ là tại do bạn thích nghe.
khi nghe pháp cái tâm có đối tượng lành để hướng tới á, thì nó phát sinh cái niềm vui. Ngoài ra cái giá trị của lời pháp câu kinh á, nó giúp được nhiều điều, nó giải quyết được những cái bế tắc trong cuộc sống. Hoặc là mình nghe pháp này, nghe pháp là nó có nhiều cái khía cạnh đúng không? Nghe pháp có thể là đọc kinh rồi nghe được cái lời pháp đó, hoặc là nghe pháp là nghe video âm thanh, hoặc có thể nghe pháp là nghe quý thầy quý giảng sư giảng pháp đúng không? Ví dụ mà cái vị giảng sư mà giỏi, diễn đạt hấp dẫn, có nội dung gây cười mà hợp với lại cái sở trường, cái căn cơ của mình, cái là mình thích. Nhưng mà cái lúc mà mình không nghe pháp thì sao? Tâm nóng. Tại vì sao? Bị những cái dòng quá khứ của tư tưởng hoặc vị lai nó chi phối. Cái này là mình để ý nè. Tâm mình nóng nảy, bực bội, khó khăn là do cái gì? Là do ảnh hưởng những cái tư tưởng, những cái vọng niệm từ quá khứ. Mình nhớ đến cái điều gì mình không hài lòng, hoặc mình lo lắng tới tương lai, mình bất như ý, là lúc đó mình bất an. Bạn không chánh niệm đó. Nói cách khác là mình không chánh niệm cho nên mình mới bị như vậy. Vậy thì tâm mà không làm chủ được tâm á, thì mình sẽ bị nóng nảy bực bội. Cho nên muốn có tâm hoan hỷ, an vui, tức là trụ vào, không phải chỉ trụ trong lời pháp mà mình phải duy trì được cái chánh niệm của mình lâu dài ha. Duy trì chánh niệm lâu dài mình sẽ không có cái trạng thái này. Vì mình sống ngay hiện tại thì mình sẽ không có nóng nảy bực bội như vậy. Mình phải tu tập như thế nào để duy trì được chánh niệm lâu dài? Đó là cô nói rồi, tu hoài không ra ngoài cái giới định tuệ bát chánh đạo nha. Câu hỏi tiếp theo, sư cô cho con hỏi, cha mẹ của con mất đã hơn 20 năm, bây giờ con muốn quy y cho cha mẹ con có được không, bằng cách nào? Đức Phật dạy á, sau khi chết á, thì mình do nghiệp tái sinh, cái này cô trả lời nhiều lần rồi ha. Giữ gìn mà ngũ giới trong lúc mình sống á, thì mình sẽ được tái sanh làm người. Giữ nhiều giới hơn, cụ thể là mình giữ thập thiện nghiệp á, thì mình sẽ được sanh thiên. Nhưng mà nếu mình phạm năm cái giới, năm cái điều đạo đức đó thì sao? Mình có thể rơi xuống địa ngục ngạ quỷ hoặc là súc sanh. Vì ông bà đã mất tới hơn 20 năm rồi thì cô nghĩ là tỷ lệ tái sinh đã rất là cao rồi. Thì bây giờ cái việc quy y á, nó cũng khó nói lắm, cô cũng là phàm phu thôi nên là không thể biết là cha mẹ bạn tái sanh về đâu. Chỉ biết rằng trong cái khoảng thời gian hơn 20 năm thì tỷ lệ tái sinh là rất cao. Mà nếu tái sanh mà như lúc cha mẹ còn sinh tiền, cho dù không quy y giữ giới, cho dù không quy y làm Phật tử, nhưng mà sống giữ đủ năm điều đạo đức, năm điều đạo đức như vậy, thì có phải là đã được làm người hoặc là đã sanh thiên không? Thì đâu có. Còn nếu như lúc sinh tiền cha mẹ không phải là Phật tử nhưng lại không chịu giữ năm điều đạo đức và làm rất nhiều điều sai quấy, có thể rơi xuống làm ngạ quỷ, thì ở cái cảnh giới ngạ quỷ quy y đâu có ý nghĩa gì đâu, làm sao được đúng không? Nghiệp duyên nặng á, mình có sướng tên thì ngạ quỷ cũng không thể nghe được mà quy y trong cái lúc đó được. Vậy cho nên cái điều này thì nó cũng chưa có hiệu quả lắm ha. Theo ý sư cô là như vậy. Các bạn có thể tham khảo thêm những vị cao tăng thạc đức khác. Cô chỉ trả lời được tới đây thôi ha.